Ukasa Mayang Pante Visung Visung Nasa Panchasila Niyacham Dutiyam Vimayang Pante Visung Visung Rakanaktha Yati Sarane Nasaha Panchasila Niyacham Tatiyam Vimayang Pante Visung Visung Rakanaktha Yati Sarane Nasaha Panchasila Niyacham. Và sau đây con kính cung thỉnh Sư Pháp Thanh từ Viu Hoan Hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Và con kính dâng mít lại cho Sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con không biết là Sư Pháp Thanh có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ con xin, cho con xin tín hiệu ạ. À. Dạ con kính cung thỉnh Sư truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. À. Dạ con kính dâng mít lại cho Sư. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ sư Pháp, sư à, rồi sư trả. Dạ con kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ chắc con nghĩ là sư Thanh vô lại. Dạ con kính thỉnh sư Pháp Thanh truyền tâm quy và ngũ giới trong cho hàng Phật tử của chúng con trong khi sợ chờ sư Pháp Thanh trở lại. Dạ con kính dâng mít lại cho sư Thanh Tâm ạ. À. Dạ con kính thỉnh sư Pháp Thanh. Dạ con thấy sư Pháp Thanh vừa mới vào room. Con không biết là sư có nghe được âm thanh của con không sư? Tại con không thấy sư Thanh Tâm trước máy nữa. Dạ nếu mà sư Pháp Thanh có nghe được âm thanh của con, cho con xin tín hiệu. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không ạ? À? Cho Nguyên Trang xin tín hiệu ạ. À. Dạ con thấy bàn tay của sư. Dạ con kính dâng mít lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn cô Nguyên Trang, dạ cảm ơn Sumagini. Dạ hôm mấy hôm nay thì cái đường truyền chắc là đang trực tuyến, các trường học rồi cũng dạy trực tuyến rồi, thành ra cái đường truyền nó bị yếu, có lúc nó được mà có lúc nó không. Xin đạo tràng quan hỷ thông cảm. Và bây giờ sư xin ra mặt chư tăng truyền phần tam quy ngũ giới. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranam gacchami, dhammang saranam gacchami, sanghang saranam gacchami. Dutiyam bi buddhang saranam gacchami, dutiyam bi dhammang saranam gacchami, dutiyam bi sanghang saranam gacchami. Tatiyam bi buddhang saranam gacchami, tatiyam bi dhammang saranam gacchami, tatiyam bi sanghang saranam gacchami. Ti saranam paribbunnang. Namo tassa bhagavato arahato
Samma Sambuddha Sanamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sang Buddhang Saranang Gacchami Thammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyambi Thammang Saranang Gacchami Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame Sumicchachara Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Musavada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Sukramiraya Majjhapamadhatthana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Imani chan panjasikkhapada sathukang katto appabadena nicchakalang sammarakkhitappang Silena suvetin yanti silena sphoga sambada silena niputin yanti tasma silang viso thaye Banatipata Viramani sikkhapadang sammadhiyami Adinnadana Viramani sikkhapadang sammadhiyami Kame sumicchachara Viramani sikkhapadang sammadhiyami Musavada Viramani sikkhapadang sammadhiyami Samiraya macchappamadhatthana Viramani sikkhapadang sammadhiyami Sathu sathu Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ nguyện huệ hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư và Nguyên Như có thể đọc phần chánh kinh thì được thì cho Nguyên Trang biết ha. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Dhammade Sanaya Janagatha Brahmachalokathipati sahampati katanjali antivarang aya Chatha Santi thasakta parakha chatika dese tu thammang ambimang Bachang Sakthamma ferin vinayan chakayan suttan chabantham apitham Machammang Ako tayanto chatusak chadandang bappo thaneye parisa yamatche Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như. Được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn.
một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phụ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây Nguyên Trang kính mời Nguyên Như đọc phần Chánh Kinh Ngạ Quỷ Sự bài thứ 33. Dạ, dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo trang. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa đạo tràng, có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? À? Xin cho Nguyên Như tín hiệu ạ. Sa thú, sa thú, sa thú Nguyên Trang, sa thú Chị Nhung. Dạ con xin kính thay mặt đạo tràng xin đọc Chánh Kinh bài Ngạ Quỷ Sự thứ 33. Chuyện người săn nai. Đức Tí Giá Lút Đá. Đức Thế Tôn kể thêm chuyện này nữa trong lúc đang trú tại quê Lú Quá Ná, Trúc Lâm. Tương truyền, tại Rajagaha, một người thợ săn trẻ tuổi kia, mặc dù giàu có, vẫn rời bỏ mọi lạc thú giàu sang và đi săn hươu nai suốt ngày đêm. Kẻ ấy cũng theo lời khuyên của một vị trưởng lão khi có người bạn cư sĩ khẩn cầu và từ bỏ việc đi săn ban đêm, nên nhận quả báo ở đời sau giống như chuyện trên. Trưởng lão Narada hỏi quỷ ấy qua các phần kệ sau. Trong tòa cao ốc một lâu đài, trên tòa sàn lông thú phủ ngoài, năm thứ đàn tơ đang nhẹ trỗi, lòng chàng thích thú nhạc êm tai. Ban ngày vào lúc mới hừng đông, chàng bị đuổi ra tận nghĩa trang và phải chịu bao điều thống khổ, nghiệp nào đã tạo ác về thân, về lời hay ý trong tiền kiếp, nay chịu khổ này có phải chăng? Sau đó quỷ liền kể chuyện sau. Trong thành vương xá thật xinh tươi, cổ lũy đa sơn cảnh tuyệt vời, tôi chính thợ săn trong kiếp trước. Buông lung, tôi thích thú vui chơi. Mặc dù tôi bản tính hung tàn, tôi có bạn thân cận sự nam, mộ đạo tính thành thường đón tiếp, tỷ kheo đệ tử đất Cù Đàm, viếng thăm gia quyến, chàng thương xót, ngăn cản tôi và vẫn bảo ban. Bạn hỡi đừng nên tạo ác hành, sợ rằng sẽ gặp cảnh không lành. Nếu mong hạnh phúc khi thân hoại, đừng thú vị việc sát sanh. Mặc dù nghe lý lẽ khuyên can của chính người đây một bàn vàng, thương xót mong tôi nhiều hạnh phúc, tôi không tuân giáo pháp hoàn toàn, vì từ lâu đã tìm vui thú việc ác nên không có trí quang. Lần nữa chính là bậc trí nhân, xót thương dạy bảo phải điều thân. Ban ngày nếu sát sanh chàng dặn, đêm tối phải điều phục phát tâm. Vì vậy ban ngày tôi sát sanh, về đêm tôi chế ngự thân mình. Giờ đây dạo bước trong đêm tối, nhưng sáng ngày tôi chịu khổ hình. Nhờ thiện lành, tôi hưởng một đêm với bao lạc thú của thần tiên. Ban ngày bầy chó ngao ùa tới, nhảy vọt khắp nơi, xé xác liền. Những người nào nhất mực tinh cần, lời thiện thệ tuân thủ quyết tâm, sẽ đạt vẹn toàn bất tử giới. Niết bàn là trạng thái siêu nhân. Và con đã đọc xong phần Chánh Kinh, và bây giờ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để thuyết giảng cho chúng con bài học ngày hôm nay, bạch sư. Thank you.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thật kính để đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Thật kính chào tất cả quý Phật tử. Thì cái câu chuyện này nó cũng tương tự như là cái bài thứ 32. Ngạo quỷ này đó thì nửa ngày là chư thiên mà nửa ngày là ngạo quỷ bị hành hạ khổ đau, là do trong đời sống hiện tại cái chúng sanh này đó làm cái nghề đi săn hu nai, rồi có một cái người bạn đã xuất gia và đã khuyên cái vị này, nhưng mà do cái quân tập nhiều đời nhiều kiếp, anh này ảnh thích thú trong cái vấn đề mà đi săn thú, cho nên là anh ta không có chịu từ bỏ. Rồi cái vị thì khương này đã khuyên thôi, ban ngày giữ giới không được thì thôi giữ ban đêm. Anh này thấy ban ngày mình đi săn thú, ban đêm mình giữ giới cũng được, cũng không ảnh hưởng gì. Do nhờ vậy mà anh ta đã có cái phước, nhờ cái phước mà giữ giới, mặc dù giữ giới có nửa ngày thôi, nhưng mà nó cũng có cái phước. Anh ta nửa ngày làm cái vị chư thiên sống rất là an lạc, nhưng mà nửa ngày là thành ngạ quỷ, là tức là phải chịu khổ sở do những cái con chó ngao đó nó cắn xé, hành hạ khổ đau do cái nghiệp sát sanh. Thì quý vị thấy rằng qua hai cái câu chuyện thì cái phần mà giữ giới nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta làm nhiều điều lành, làm nhiều điều thiện, nhưng mà chúng ta không có giữ giới cho tốt đẹp thì sao? Cái giới không tốt đẹp nó trở thành một cái chướng ngại, hay là nó cho cái quả xấu để cản trở cái quả lành. Ở đây chúng ta thấy rằng gì? Những cái chúng sanh này không có giữ giới, thứ nhất là cái giới sát sanh. Cho nên á, không giữ giới sát sanh thì nó sẽ dẫn tới những cái tạo những cái nghiệp xấu, những cái nghiệp quan trái, tàn hại chúng sanh khác đó, gây những cái sự khổ đau cho chúng sanh khác. Rồi sao? Những người mà không có giữ cái giới sát sanh này thì phải rơi vào khổ cảnh. Nếu mà nó không có những cái thiện nghiệp hỗ trợ thì sao? Những chúng sanh mà tạo rất nhiều những cái ác nghiệp này đó thì thường là gì? Tái sanh vào những cái cảnh giới khổ đau như là Atula, hay là địa ngục. Atula thì chúng ta biết rằng những cái người mà họ chết trong cái tâm mà sân hận, tàn hại lẫn nhau, như những người lính ở ngoài chiến trường, vì họ làm cái nhiệm vụ bảo vệ đất nước, cho nên bây giờ là họ chết trong những cái trạng thái cái tâm không có được tốt đẹp. Mình muốn giết người khác, mình muốn hủy hoại đoạt mạng sống người khác. Rồi những chúng sanh mà vì quen cái thói sát sanh, người ta nói gì không, ăn cắp thì quen tay, ngủ ngày thì quen mắt, do quen cái nghiệp sát sanh rồi, cho nên là có những lúc rơi vào những cái cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp thì đó có là giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-la-hán.
Thì khi mà phạm vào cái cực trọng nghiệp này đó, thì phải rơi vào cái cảnh giới địa ngục vô gián. À, phải trải qua một cái thời gian rất dài bị hành hạ trong cõi địa ngục này để trả những cái ác nghiệp mà chúng sanh đã tạo. Cho nên là khi mà làm những cái thiện sự, chư tăng thường hay truyền cái phần tam quy ngũ giới lại cho quý vị để nhắc nhở cho quý vị phải luôn luôn phải có cái sự cẩn trọng gìn giữ các cái giới của mình cho được tốt đẹp. Ví dụ như bây giờ trong cả ngày nay quý vị lỡ phạm những cái giới như quý vị những cái giới này, dù là bây giờ quý vị đang nghe pháp quý vị chỉ gìn giữ cái giới này trong một tăng lúc, thường chúng ta phải nhắc nhở cẩn trọng đối với các cái học thức của mình cho nó được tốt đẹp để trong đời sống quý vị tránh Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Trang, dạ, cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ. Thành ra đó, cái giới nó rất là quan trọng. Thì cái giới nó có cái giới thu thúc, tức là chúng ta đầu tiên chúng ta thường phải cẩn trọng. Bây giờ mình coi cái những cái bất thiện pháp ấy, nó giống như là những cái vật thí dụ như mình coi nó như lửa. Nếu mà mình đụng tới lửa thì sẽ bị phỏng tay, hoặc là những cái vật mà bất tịnh á, chỉ cần mình chạm tới nó một chút xíu là nó cái mùi xú uế nó cũng xông lên nặng nồng. Cho nên là chúng ta phải lúc đầu là chúng ta phải có cái sự gìn giữ thu thúc cẩn thận với nó. Rồi nhờ cái sự mà sợ hãi phòng hộ nhiều ngày đó thì sao? Cái tâm của chúng ta lần hồi sẽ tránh xa những cái bất thiện nghiệp và hướng về cái thiện nghiệp, tức là những cái tâm tà dại muốn gây khổ đau, muốn làm hại chúng sanh khác, làm những cái điều không tốt đẹp thì sao? Thì nó lần hồi nó bị suy yếu đi. Rồi cái tâm mà hướng chánh á, tâm hướng chánh nó sẽ hướng cho chúng ta luôn luôn làm được những cái việc lành, những cái điều thiện tốt đẹp. Thì lúc đầu là chúng ta phải có cái sự phòng hộ mà đối với bản thân mình. Rồi từ cái phòng hộ này đó chúng ta hiểu biết về cái tàm quý, có cái sự ghê sợ có sự ghê sợ đối với các ác bất thiện pháp thì chúng ta mới tránh xa những cái tội lỗi từ nơi thân nơi khẩu để
chúng ta thực hành nhiều những cái thiện pháp. À, thì khi mà chúng ta phạm những cái giới, chúng ta làm gieo những cái nhân tội lỗi, thì những cái nhân tội lỗi này sao? Nó làm cho chúng ta cái nội tâm không được an ổn, à, bất an, lo sợ, tâm dao động. À, tại sao? Tại vì khi mà chúng ta phạm những cái học giới, chúng ta làm những cái điều bất thiện, à, thì nó cho những cái quả, nhưng mà cái quả ngay trong đời sống hiện tại đó là cái nội tâm của chúng ta hay bị lo sợ, không có an ổn, dao động. À, rồi nếu mà khi mà chúng ta đi vào những cái chỗ đông người, những cái hội chúng á, thì cái tâm nó rụt rè sợ hãi. Tại sao? Tại vì sợ rằng trong cái hội chúng đó có những người họ biết, họ biết mình đã phạm những cái tội này tội khác. À, cho nên á, à, những chúng sanh đó khi mà đi vào những cái hội chúng đông người thì với cái tâm rụt rè sợ hãi. Còn người mà những chúng sanh, à, có giới, à, thì sao? Có một cái đời sống an lạc, thanh thoát. À, và chính cái giới nó sẽ là cái nền tảng, nó nâng đỡ cho cái thiện pháp của mình. À, thì ở đây sư cũng thấy ở trong Trưởng Lão Tăng Kệ, à, cũng có những cái câu kệ của các cái vị mà sau khi mà đã đạt đến thánh quả, các vị thánh tăng đã đọc lên những cái dần kệ. Thì ở đây sư cũng đọc cho quý vị nghe thêm. 6 trong đại 8, ở đây hãy học giới, khéo học tập ở đời, giới thành đạt toàn diện, đưa đến mọi thành công. Người trì giới tự chế, được nhiều người bạn tốt, kẻ ác giới hành ác, bất mát các bạn bè. Khởi đầu an trú giới, giới là mẹ thiện pháp, giới đứng đầu mọi pháp, vậy hãy trong sạch giới. Giới sức mạnh vô song, giới binh khí tối thượng, giới trang sức đệ nhất, giới áo giáp thi hữu, giới đầu cầu cường giải, giới hương thơm vô thượng, giới hương thoa đệ nhất, nhờ giới bay bốn phương. Giới tư lưng cao nhất, giới hành trang tối thượng, giới vận tải đệ nhất, nhờ giới đi bốn phương. À, cho nên á, là cái giới được Đức Phật đề cập đầu tiên trong ba pháp giới học, định học mới đến tuệ học. Đó. Cho nên khi mà một vị mà hành giả đi vào cái pháp hành thì đòi hỏi vị này phải thực hành, trước tiên hết là sự thực hành về giới. À, chính cái nền tảng căn bản là giới, nó sẽ nâng đỡ, à, cái pháp hành của mình, à, nhờ đó mới có thể đạt đến cái định tâm. À, cho nên là giới nó rất là quan trọng. Thì quý vị cũng thấy, à, qua hai bài học, bài 32, bài 33, tức là những chúng sanh này dù tạo nhiều cái ác nghiệp, nhưng mà nhờ có cái sự giữ giới, mặc dù không có trọn vẹn, à, giữ giới có nửa ngày, giữ giới ban đêm thôi, à, nhưng mà giờ giữ giới nửa ngày thì nó có phước nửa ngày. À, thành ra cái điều quan trọng là cái sự thực hành. Bây giờ mình có điều kiện, mình ráng cố gắng, mình nỗ lực, à, mình hành được trọn vẹn một ngày thì mình có phước một ngày. À, mình có điều kiện, mình ráng mình gìn giữ một giới, à, thì mình có phước một giới. À,
Thành ra chúng ta thấy rằng ở đây là tùy sự nỗ lực của chúng ta. Nếu chúng ta nỗ lực, chúng ta hành thiện thật nhiều thì cái phước, những cái chủng tử chúng ta gieo trồng nó cho quả, cái phước nó nhiều. Còn nếu mà chúng ta còn dễ vui, chúng ta giữ ít, thì cái quả an lành đó, nó đến với chúng ta chút ít thôi. Nếu mà chúng ta tạo nhiều cái bất thiện thì cái bất thiện nó sẽ nhiều. Bây giờ chúng ta sợ hãi, chúng ta lần hồi, chúng ta tránh xa, tránh xa đi những cái ác nghiệp, thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái khổ đau đó. Thành ra đó, tùy vào cái sự thực hành của chúng ta thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Hoặc là nếu mà chúng ta dễ vui, chúng ta không thực hành những cái thiện sự, thì đi theo cái con đường ác bất thiện pháp thì sẽ đem đến những cái hậu quả khổ đau khôn lường. Cho nên á, cái điều quan trọng là sự thực hành, sự thực hành để tự chúng ta tự thanh lọc lại những cái tác ý ở trong nội tâm chúng ta. Chúng ta cần phải nhanh chóng diệt trừ những cái tác ý bất thiện. Chính những cái tác ý bất thiện này nó sẽ đem đến thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp. Nếu mà chúng ta kịp thời phản tỉnh, rồi chúng ta diệt trừ những cái tác ý bất thiện này ngay khi mà nó vừa sanh khởi, không để cho nó thể hiện qua thân, qua khẩu, rồi những tác ý thiện lành khi mà nó sanh khởi, chúng ta phải nhanh chóng chúng ta thực hành. Thì như vậy đó, thì lần hồi những cái nội tâm được thanh lọc. Cho nên đó, là trong Pháp Cú Kinh thì Đức Phật dạy không làm các điều ác. Khi mà chúng ta làm những cái ác bất thiện pháp là đương nhiên là chúng ta phạm giới rồi. Bây giờ nếu mà chúng ta tự nguyện gìn giữ các cái học giới là chúng ta không làm mọi điều ác, chúng ta sợ phạm giới thì bất cứ những cái suy nghĩ ác nào làm hại chúng sanh là chúng ta tránh xa, không để cho nó xúi dục, nó thúc đẩy mình làm những cái ác bất thiện pháp. Đó là chúng ta gìn giữ giới. Thành ra đó, có một cái vị tỳ khưu, sau khi mà ông ta xuất gia rồi đó, ông ta thấy cái điều học của cái vị tỳ khưu rất là nhiều, tới 227 giới, 227 giới, những cái giới chính, còn nó có những cái giới phụ như là những cái bài về quán tưởng thế này khác, nó rất là nhiều. Cho nên là ông ta thấy nhiều quá, ông ta nói trời đất ơi, giới gì mà nhiều quá, làm sao mà giữ nổi, thôi giờ hoàn tục về. Thì cái vị này mới đến đảnh lễ Đức Phật, xin hoàn tục trở lại cái đời sống cư sĩ. Thì Đức Phật mới biết cái tâm của vị này, là lúc mới hỏi gì chứ, tại sao mà ông đã xuất gia rồi ông muốn hoàn tục. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, vậy chứ giờ sao mà giới nhiều quá rồi, làm sao con giữ cho nổi. Thành ra Đức Phật mới hỏi ông, chứ bây giờ là ông giữ một giới nổi không? Thì ông nói dạ được, một giới gì con giữ được. Thành ra Đức Phật nói ông phải canh phòng cái tâm của ông á, đừng để cho nó những cái tác ý xấu, những cái tác ý làm hại chúng sanh khác, làm những cái điều sái quấy. Chỉ cần ông gìn giữ cái tâm ông, đừng có cho nó xu hướng theo những điều ác, có tác ý làm những điều ác,
khi mà ông để cái điều ác nó sanh khởi lên thì nó mới phạm giới. Chứ còn nếu mà mình giữ cái tâm mình đi đúng, có chánh tâm đi đúng hướng thì mình không cần phải giữ giới. Đó. Giới nó giống như cái hàng rào. Chúng ta ở trong cái phạm vi đó, chúng ta đừng có trèo qua, vượt qua cái hàng rào. Nếu mà trèo vượt qua hàng rào thì rớt xuống những cái hầm mố vực thẳm, hố sâu vực thẳm sẽ đem đến cái điều tai hại. Còn nếu mà chúng ta giờ chúng ta vui vẻ ta chạy nhảy chạy vòng 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 ở trong cái phạm vi này thôi, thì chúng ta sẽ được an toàn. Cho nên á, có nhiều người nói giới khó khăn quá, giữ không nổi. Tại vì sao? Mình sống buông lung quen rồi, hằng ngày mình cứ tự do tung tăng. Cho nên bây giờ có nhiều trường hợp khi mà bệnh dịch nó xảy ra đó, có nhiều người bây giờ phải sống cách ly, rồi phải phòng hộ, rồi phải đeo khẩu trang rồi kia nọ đó, người ta thấy khổ sở. Nhưng mà nếu mà trong đời sống thường ngày đó, mình sống trong một cái quy củ đàng hoàng, cần nói thì mình nói, cần giao tiếp thì gần và mình giao tiếp, mình gìn tự, mình gìn giữ, thì mình thấy nó không có gì là khổ hết. Tại vì hồi xưa đó giờ mình sống dễ vui buông lung, nó quen rồi. Cho nên bây giờ khi mà khép vào cái khuôn khổ thì mình thấy nó khổ, khó chịu, khổ đau. Còn mà chúng ta sống quen ở trong cái nếp, cái nề nếp, cái quy củ có sẵn rồi thì thấy nó là cái chuyện bình thường, chứ đâu có gì đâu khổ. Thành ra đó, các cái bậc thánh nhân hữu học, các bậc thánh A-la-hán, các ngài tự động giữ giới. Là gì? Kiểm soát cái nội tâm mình, kiểm soát cái ý của mình, đừng bao giờ để cho nó, những cái bất thiện nó sanh khởi lên. Nếu ta ý suy nghĩ bất thiện khởi lên kịp thời dập tắt nó rồi, thành ra chỉ cần mình canh phòng cái tâm mình thì như vậy á, cái giới của mình nó sẽ được tốt đẹp. Mà cái giới tốt đẹp rồi á thì chúng ta mới phát triển được thiền định thiền tệ. Quý vị nhớ rằng trong kinh Đức Phật nói là muốn chứng các tầng thiền, các tầng thiền hữu sắc mà đó, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô sắc. Là phải gì? Phải ly ác pháp, ly các bất thiện pháp đó, thì mới đạt được những cái tầng thiền. Thành ra ly ác bất thiện pháp này là chúng ta phải có cái nền tảng, có giới được tốt đẹp, thì chúng ta mới phát triển được các cái tầng thiền từ sắc cho tới vô sắc giới. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu biết chính cái giới nó là cái nền tảng. Khi quý vị muốn cấp những cái tòa nhà cao tầng thì cái móng nó phải vững, cái móng nó phải vững, cái nền nó phải chắc, thì như vậy á mình mới xây lên, mình mới phát triển lên những cái tầng mức cao hơn được. Còn á cái nền không vững, cái móng không vững thì làm sao mà phát triển được cái chiều cao của cái nhà. Cho nên á, ở trong này mới nói là cái giới nó sẽ đưa chúng ta, nâng đỡ chúng ta đi xa, đạt đến những cái điều mà mình mong muốn, mình muốn tu tập, mình muốn đạt đến những cái điều tốt đẹp, thì cái giới là phải tốt. Giới
là cái đầu cầu, nó mới có cái đầu cầu nó mới chắc, thì chúng ta mới đi vững nó trên cái cầu đó được. À, giới là cái hành trang, à, cái tư lương cao nhất, tốt đẹp nhất. À, giới là hành trang tối thượng, à, chúng ta mới đi xa, à, tiến bước và đi đến, đạt đến những cái tầng thánh hữu học cũng như là tầng thánh vô lậu. À, cho nên là trong hai cái bài này, à, thì à, chúng ta thấy rằng trong đời sống, à, chúng ta phải có sự nỗ lực, à, không nên dễ vui. À, vì một phút mà chúng ta dễ vui, chúng ta lâm dấp vào những cái giới, à, làm cho cái giới của mình nó không được trong sạch, nó bị quen ố, à, thì trong cái tâm của chúng ta, à, dao động buồn rầu sợ hãi, đó là cái quả trong hiện tại. À, rồi nếu mà chúng ta làm nhiều điều lành, điều thiện, nhưng mà cái giới nó không được tốt đẹp thì sao? À, trong những kiếp vị lai, à, chúng ta phải thọ lãnh vừa cái thiện. À, cái thiện thì nó cho quả lành, nhưng mà bên cạnh đó, vì chúng ta vừa làm thiện mà vừa làm ác, à, thành ra đó cái quả xấu nó cũng đến. À, nửa ngày thì được an vui mà nửa ngày thì phải khổ đau. À, cho nên đó là những cái bài học, những cái câu chuyện này, để từ đó chúng ta phát triển cái sự ghê sợ, à, kinh tởm đối với các cái bất thiện pháp. À, nỗ lực chúng ta gìn giữ những cái học giới của mình cho được tốt đẹp, à, cho được viên mãn. Thì khi nào mà chúng ta phát triển, à, cái tăng thượng giới đầy đủ, à, thì lúc đó mới nói đến cái chuyện mà phát triển được tăng thượng định. À, mà khi có tăng thượng định, cái định tâm mà nó vững vàng rồi đó, thì lúc đó đó mới nói chuyện đến cái phát triển về tuệ. À, cho nên đó là đi từng bước. À, thành ra đó, trong đời sống chúng ta học, có đôi lúc khi mà chúng ta thấy, khi mà chúng ta hành thiền, à, chúng ta phát triển thiền định, thiền tuệ, mà tại sao mà cái tâm mình không có định vững, à, nó bị chao động, nó bị phóng dật nhiều, thì mình phải xem xét lại về cái giới của mình. À, cho nên luôn luôn chúng ta phải phản tỉnh, à, về ba pháp, à, giới học, định học và tuệ học. À, ba cái này nó sẽ nương tựa, à, nâng đỡ với nhau, à, để cái đời sống trong hiện tại của chúng ta được an ổn, và chúng ta, à, phát triển về cái sự, à, tu tập của mình, à, để đem đến một cái lợi ích tốt đẹp. Thì, à, qua bài học, à, thì cũng xin, à, giải thích và chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này, kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Khang Ngang và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử, à, cùng nhau, à, hiểu biết những cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta, à, cố gắng nỗ lực, à, thanh lọc, sửa đổi những cái khiếm khuyết, à, trong bản thân, và chúng ta có một cái niềm tin, à, đối với Phật pháp, à, nỗ lực tinh tấn có được một cái đời sống an ổn trong hiện tại, và tạo thật nhiều công đức phước báo để hướng đến an vui hạnh phúc, à, và đạt đến giải thoát cao thượng trong ngày vị lai. À, cầu mong tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, an vui và đạt được nhiều tụ trong pháp học, pháp hành. Và bây giờ thì xin kính cung thỉnh cho Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị
cùng nhau thảo luận, chia sẻ thêm những điều mà trong bài học của chúng ta. Và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngào quy sự của ngày hôm nay. Và bây giờ tới phần câu hỏi vấn đáp. Con xin mời đạo tràng có thể có những thắc mắc gì có thể đưa tay lên để hỏi giảng sư. Xin mời Ca Vinh, mời Hà, mời chị Nhung, mời anh Lý, mời cô Diệu Pháp, mời chị Tư Mẫn. Và xin mời tất cả quý vị trong đạo tràng có thể cùng tham gia. Dạ Nguyên Trang, Sa Thú Nguyên Trang có câu hỏi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con Nguyên Trang. Và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con có một câu hỏi của một vị Phật tử gửi cho con ạ. Nên dạ sư có thể sao mất quá hả? Ok, Nguyên Trang mở lớn lên tận đi. Ok, nghe rõ chưa Nguyên Nhân? Nghe rõ chưa? Dạ con không biết đạo tràng có nghe. Dạ cảm ơn. Dạ cái câu hỏi là dạ kính thỉnh sư có thể giảng cho chúng con, thuyết cho chúng con về cõi Ma Vương đó sư. Dạ. Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh có thể giảng cho tụi con hiểu thêm cái phần về cõi Ma Vương nè. Dạ con kính nhân mít lại cho nha sư, con xin xuống mít nè. Con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Dạ không biết cái vị đó là coi ở trong cái kinh sách nào mà cõi Ma Vương, chứ còn ở trong về các cõi 31 cõi đâu có cõi nào mà cõi Ma Vương. Chỉ có cái nhân vật là Ma Vương. Khi mà Bồ Tát thực hành để đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác đó, thì Ma Vương này đó, cản trở Bồ Tát để đạt đến cái quả vị mà cao nhất, chứ không có cõi Ma Vương. Quý vị làm ơn coi lại, chứ mình nói vậy thì người ta nói mình học mình không biết đó. Thì Ma Vương á, thường là chỉ cho những cái người mà có cái tâm địa xấu, cái tâm mà tham lam, chấp thủ ganh tị, không có muốn ai mà được an lạc hạnh phúc, không muốn ai giỏi hơn mình, không có muốn ai mà thoát khỏi cái sự mà cai quản của mình. Ma Vương trú ở cõi nào? Thì đó tha hóa tự tại đó. Đó thì quý vị phải hiểu như vậy đó. Ma Vương ở đây đó, cái ý nghĩa của nó đó là những cái người mà còn tham muốn thụ hưởng ở trong thân vị xúc còn chìm đắm, nhiễm đắm ở trong đó đó. Và những người nào mà họ muốn thoát ra đó, thì cái người này họ sẽ gây cản trở. Ví dụ quý vị thấy đó, bây giờ ở xung quanh quý vị đó có nhiều lúc quý vị muốn làm thiện, quý vị muốn bố thí, nhưng mà có nhiều khi á cái người đó họ nói chứ mày ngu quá, bố thí chi vậy? Làm cực cần chết, không ăn mà đi bố thí, thì đó là Ma Vương á, nó cản trở. Rồi quý vị muốn tu học
mà nó khóa, nó ca, nó hát, nó gây náo loạn ồn ào, nó không muốn cho mình học, phải không? Nó là ma dương. À rồi bây giờ mình muốn hành thiền, à mình muốn hành thiền, nhưng mà cái tâm à nó quể quải, giải đãi, dễ vui, nó mè nheo, nó nói thế này thế kia thế nọ, à nó là ma dương. À để chúng ta thấy rằng nó ma dương không phải là ở đâu xa hết, à mà ma dương nó chính ở trong cái nội tâm của chúng ta đó. Khi nào chúng ta muốn làm thiện nhưng mà chưa kịp làm là cái tâm bất thiện á nó nhảy ra, nó cản trở. À chúng ta muốn thực hành thiện pháp thì cái tâm nó giải đãi, nó dễ vui, nó giả dười, à là cái pháp chướng ngại nó là ma dương, à chứ không phải là phải à đó. Ma dương chính là cái phiền não trong chính nội tâm chúng ta đó, ở đó đó chứ không có đâu xa hết, chứ không phải con ma tuốt lên cõi trời tha hóa tự tại đâu đó. Trong chúng ta phải hiểu vậy về cái, cho nên là trong cái tượng tiếng nhờ pháp thập độ, nhất là pháp bố thí, mà Đức Phật cảm thắng được ma vương đó. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Trang. Dạ, dạ nó bị rớt mic rồi, mới vừa lộn lại được. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu là về cái lý và cái tình, à về cái nghĩa lý, tức là ma dương là chỉ cho những chúng sanh à ác xấu rồi, mà ở trong nội tâm của chúng ta đó là những cái tư tưởng, những cái mà nó không muốn cho chúng ta có sự tiến bộ, à nó không cản trở chúng ta làm những cái điều phước thiện, à thì đó là ma dương. À thành ra đó thì xin giải đáp cái câu thắc mắc và chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải câu hỏi của Nguyên Trang mới vừa đọc. Dạ, con xin kính mời đạo tràng có vị nào có câu hỏi cho sư. Dạ, em xin kính mời chị Nhung ạ. Dạ, alo. Alo ạ. Dạ, đạo tràng có nghe Kim Nhung nói được không ạ? Dạ, cảm ơn chị Từ Mẫn. Dạ, cảm ơn Hà. Dạ, trước hết con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ các quý sư, quý cô tu nữ. Con kính lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị ở trong lớp. Dạ, con có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ như vậy. Là như theo như chánh kinh á, thì hai bài 32-33 vừa rồi á, thì cái người mà thiện na à, người cái người cư sĩ đó, cái người phàm phu đó lúc sống á, thì ban ngày làm điều ác, tức là sát sanh, rồi thích thú trong cái việc sát sanh, rồi cái ban đêm thì làm điều lành, tức là mình điều phục tâm,
Vì sau khi chết ấy, thì ban ngày hưởng quả ác như là bị chó ngao xé xác, còn ban đêm ấy, thì lại hưởng quả lành làm chư thiên. Thì giống như ban ngày mình sát sanh làm điều ác, rồi cái ban đêm mình về mình sám hối. Giống như người phàm phu mà sau khi làm ác rất là nặng, rồi về tụng niệm để bù trừ lại. Thì như vậy là nhân quả song song. Không biết cái sự hiểu biết như vậy thì có ổn không ạ? Con cũng chưa rõ cái phần này ạ. Kính thỉnh sư giảng giúp con ạ. Con xin kính tri ân. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì quý vị thấy rằng ở trong những cái bản kinh cũng có, mà ở ngoài đời nó cũng có. Tức là có những chúng sanh vừa làm thiện mà cũng làm bất thiện. Thành ra Đức Phật nói sao? Nhân trắng thì cho quả trắng, nhân đen thì cho quả đen, nhân có trắng có đen thì cho quả sao? Có đen có trắng. Thì như vậy đó. Khi mà quý vị mà sơn cái tấm tường thì quý vị dùng có một màu thôi, quý vị sơn trắng hết thôi. Phải không? Nhưng mà người ta vẽ tranh á thì sao? Phải nhiều màu. Phải có trắng, rồi phải có đen, rồi xám xám, rồi màu nhiều màu. Thành ra đó, cái nghiệp của chúng sanh đó, nó cũng giống vậy. Tại vì chỉ có các cái bậc thánh lậu tận rồi đó thì các ngài hoàn toàn là nghiệp trắng không. Còn phàm nhân chúng ta đó, có trắng có đen lẫn lộn. Cho nên á, là chúng ta phải ráng. Khi mà chúng ta chưa hiểu Phật Pháp thì sao? Cái tâm của chúng ta xu hướng theo cái chế định tục đế ở thế gian, chứ chúng ta không có phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Cho nên á, cái lúc đó thì chúng ta làm bất thiện nó nhiều. Rồi khi mà chúng ta có nhân duyên, chúng ta học hiểu được Phật Pháp, chúng ta mới phân biệt cái nào là thiện, cái nào là thiện. Từ đó chúng ta mới loại dần. Lúc đầu là cái bất thiện nó vượt trội, thì lần hồi bây giờ chúng ta phải làm những cái thiện để nó che án bớt cái bất thiện. Cho nên là đến những cái lúc bất thiện với thiện nó ngang nhau. Bất thiện với thiện nó ngang nhau. Rồi từ từ đó chúng ta có sự nỗ lực tu tập, phát triển cái thiện nghiệp thật nhiều để chi? Đè nén lại cái bất thiện. Cho nên cái lúc đó cái thiện nó mới vượt trội. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu biết như vậy để trong đời sống chúng ta ráng cố gắng hạn chế thật nhiều những cái bất thiện. Và chúng ta phát triển thật nhiều những cái điều thiện. Những thiện nghiệp nào chưa có thì chúng ta phải tạo điều kiện để cái thiện nghiệp nó sanh khởi. Rồi khi mà thiện nghiệp nó sanh khởi rồi đó, thì chúng ta phải duy trì, dung bồi, nuôi dưỡng nó cho nó mạnh lên. Đó. Còn những cái bất thiện nào đã có thì mình phải diệt trừ nó, làm cho nó suy yếu, cho đến là coi như đè nén, khắc chế, không để cho nó xuất hiện trở lại nữa. Đó, thành ra đó, mà chúng ta làm thật nhiều những cái điều thiện thì sao? Chúng ta che án, đè nén cái bất thiện, không để cho nó làm. Còn nếu mà chúng ta dễ vui, chúng ta phan duyên theo trần cảnh bên ngoài, chạy theo đời sống, thì chúng ta bị lôi cuốn, chúng ta tạo những cái bất thiện, thì nó sẽ đem đến
cái quả khổ đau. À, thì nó như vậy, à, giống như giờ vậy đó. À, nếu mà chúng ta làm những cái điều bất thiện là giống như là chúng ta bỏ vô cái hộp, à, cái chậu gì đó, một cái hộp, à, hộp đậu đen. Còn nếu mà chúng ta làm những cái việc lành, việc thiện thì chúng ta bỏ vô cái hộp một cái hộp đậu trắng. À, thì nếu mà chúng ta kiểm soát như vậy á, thì mình sẽ biết cái ngày nào mà mình làm thiện nhiều, à, hay là làm ác nhiều, mình nhìn vào cái số lượng đó mình biết. Rồi từ từ thì mình phát triển cái thiện nghiệp cho nó thật nhiều. À, thì ở đời thì phàm nhân thì không có tránh khỏi, ai cũng vậy. Cho nên á, là Đức Phật khuyên chúng ta mình ráng, mình dán, mình quay lại, mình nhìn chính mình, mình kiểm soát chính mình, coi mình có làm hay không làm, mình có giữ giới hay không có giữ giới. À, còn cái chuyện mà người ta đó, cãi người ta, à, hả, nó giữ giới được thì nó nhờ, nó không giữ giới được thì nó khổ. Mình đừng chê trách rồi kia nọ, rồi cái bắt đầu mình mang thêm cái khẩu nghiệp, rồi mình sanh thêm cái điều quan trái. À, đó, thành ra mình sửa là sửa chính mình. À, mình ráng mình giữ giới cho mình. Còn cái chuyện mà họ không giữ giới cậy họ, thấy không? À, mình đừng lăng xăng lại mình phê phán nó, nói mất công lắm. À, cho nên á là chúng ta ráng cố gắng, à, giữ được một buổi, chúng ta có giới một buổi, chúng ta giữ một ngày thì có được giới được một ngày, giữ giới được nửa ngày thì có phước được nửa ngày, vậy đó. Thành ra đó, quý vị biết không, khi mà đi xuống dưới mấy cái chùa dưới miền Tây, dưới giờ Khmer đó, ở dưới người ta có nhiều khi á, mình thấy hồi lúc mà mới xuống sự thấy cũng ngay, những cái cuộc lễ á, thì họ làm rất là long trọng, tại vì ở vùng thôn quê, vùng sâu vùng xa mà, ở của chùa mà có cái lễ mà dân y hay gì đó thì cái đêm đó đông dữ lắm, trời ơi Phật tử họ lại đông lắm. Nhưng mà sao họ vô chùa họ quy y đó, nhưng mà vừa quy y ra xong rồi nó ra ngoài này mấy ông nam á thì bài ra nhậu nhạc, còn á là nào là nhảy lâm thon suốt cả đêm. Nè, thành ra đó cái chuyện mà họ giữ giới thì tốt cho họ. Còn ví dụ như họ vô chùa họ nghe pháp, họ ngồi họ nghe pháp, họ giữ giới được tiếng thì họ có phước một tiếng. Nhưng mà vừa đứng dậy ra khỏi chánh điện rồi là bắt đầu bài ra nhậu nhẹt thì cái nó phạm giới, cái chuyện nó của nó, thấy không? Thành ra đó chúng ta quan trọng là chúng ta giữ cho chính mình. À, mình hiểu biết như vậy để mình ráng mình cố gắng nỗ lực tu tập. À, mình hãy quay lại phản tỉnh, nhìn lại chính mình. À, còn cái chuyện của người khác thì họ tu thì họ nhờ, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, bất tu thì bất đắc. À, thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô gì, cô thì cô quên rồi, cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. À, dạ, con xin kính thay mặt đạo tràng tri ân câu giải đáp của sư Pháp Thanh đối với chị Nhung. Dạ, con cũng thấy chị Nhung đã chat lên là con xin tri ân các giờ lời giảng của sư Pháp Thanh. Dạ, con thấy Đào Hữu Soma cũng có câu hỏi. Dạ, sư có thể nhấn thì giờ một chút xíu nữa để trả lời câu hỏi cho Hà. Dạ, con xin dân mic lại cho Hà. Dạ, con kính đảnh lễ Bà Ngôi Tam Bảo và kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và kính đảnh lễ thầy Kinh và đạo tràng. Dạ, con có câu hỏi, con không biết là sư có giờ đủ để giải thích, tại vì nãy con nghe sư nhắc trong cái lúc giảng thì có nói về giới
phải giữ giới rồi phải phát triển định học và tuệ học, thì con không biết là nếu mà sư có giờ thì sư có thể xin giảng cho tụi con biết là làm sao để phát triển định học và làm sao để phát triển tuệ học. Dạ con xin chúc. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Và nói cái này thì nó cũng rất là dài. Cái thời gian chắc xin thôi để qua tuần tới đi. Tại vì thứ hai tuần tới thì sư sẽ đề cập đến cái này. Chứ bây giờ thì nó đã quá lố rồi, bây giờ là lố hết là 6 phút rồi. Mà nếu mà giảng cái kỳ này thì nó không còn đủ thời gian. Thành ra xin quan hỷ để lại kỳ sau, để thời gian nó rộng rãi hơn thì xin sẽ giải thích cái vấn đề này ha. Và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ sư, tụi con cũng quan hỷ để dành đến tuần sau. Từ cái đề tài này cũng rất là hay. Dạ sư có thể giảng thêm cho cả lớp được hiểu. Dạ bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư thanh tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng mic lại cho thanh tâm ạ. Dạ bạch sư thanh tâm, sư có nghe được âm thanh của Nguyên Như, sư có ở trước máy không bạch sư? Dạ con không thấy sư thanh tâm có ở trước máy. Dạ con xin kính thỉnh sư pháp thanh, sư có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con tối nay bạch sư. Con xin dâng đức lại cho sư pháp thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc để kết thúc của sinh hoạt hôm nay với phước báo pháp luận đạo tìm hiểu Phật pháp, với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo mà chúng tôi đã tạo, cầu mong tất cả quý Phật tử khỏe mạnh an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Pawatu sapa mangalang rakhanu sapa devata sapa bhuta nuvave nasada sothi pawantu te pawatu sapa mangalang rakhanu sapa devata sapa thamma nuvave nasada sothi pawantu te pawatu sapa mangalang rakhanu sapa devata sapa sangha nuvave nasada sothi pawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy, cầu xin vô quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư pháp thanh đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ con xin kính mời chư vị Phật tử lắng lòng thanh tịnh cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ.
Dạ đề hoa tà sanh ti vi hà ra hoa si ni thu bê kha rê bồ thi kha rê tà hình tà hình tà thầm ma đà nê na phá văn tu phù chi ta so thần ca ron tê tha vi hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta tha u pa pa ti ca ni ya ni cang tham ma hoa răng pa tình cha tê tham bê bi đúng kha sa ca con tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mắn tha ra cha vùng ga la sang khô hô tu sa măng gô qua an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sang tham mô sam đề bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we đệ tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta yu y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta yu y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta yu ý đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ con xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ tư, cũng là sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Ngày mai là ngày của thầy sẽ vào để cho chúng ta một cái bài pháp mới mà thầy còn giữ bí mật lộ vết. Dạ, con xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.